Thưa quý vị, trước những biến động của thị trường vàng gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xem xét tổng kết sửa đổi Nghị định 24 năm 2012 về quản lý thị trường vàng trong thời gian tới để đảm bảo sự ổn định của thị trường vàng trong nước, thu hẹp khoảng cách chênh lệch với vàng thế giới. Và Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết sẽ trình báo tổng kết Nghị định 24, trong đó có sửa đổi bổ sung một số quy định quản lý thị trường vàng trong tháng 1 này. Xung quanh việc sửa đổi Nghị định 24, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiền để nghe những ý kiến của ông về vấn đề này. Thưa ông, Ngân hàng Nhà nước đang xem xét sửa đổi bổ sung một số quy định mới trong Nghị định 24 năm 2012 về quản lý thị trường vàng vì cho rằng không còn phù hợp. Và một số chuyên gia cũng đề xuất nên sửa đổi Nghị định quản lý thị trường vàng. Ông nghĩ sao về vấn đề này? Cái cơ sở để đề xuất điều chỉnh cái Nghị định 24 này không chỉ xuất phát từ các chuyên gia hay các doanh nghiệp kinh doanh vàng hoặc ngay cả người dân, mà chính từ cái nhận định của Ngân hàng Nhà nước khi cho rằng từ Nghị định năm 2012 đến nay đã hoàn thành được cơ bản vấn đề kiểm soát thị trường vàng, vấn đề là không làm cho việc thị trường vàng nó ảnh hưởng tới biến động của hệ thống tài chính tiền tệ cũng như là hệ thống tài chính quốc gia, và đó là cơ sở để điều chỉnh lại Nghị định này cho cái thời kỳ mới, tạm gọi là thời kỳ mà chúng ta đã kiểm soát được những tác hại của vàng cũng như là tháo gỡ cho cái nhu cầu của kinh doanh vàng cũng như là nhu cầu sở hữu vàng của người dân ở mức độ hợp lý hơn. Theo ông, vì sao Nghị định 24 trong thời gian dài giữ ổn định cho thị trường vàng Việt Nam đến thời điểm này lại không còn phù hợp và cần phải điều chỉnh? Cái thị trường vàng mà được nhận diện là 2012 làm láo loạn hệ thống tài chính thì trong lúc đó không chỉ có nguyên nhân từ thị trường vàng, mà thật sự nguyên nhân gốc của nó có thêm nguyên nhân thứ hai cũng quan trọng không kém, việc là đầu cơ vàng. Đó là nguyên nhân từ là một số ngân hàng nhỏ là do các đại gia bất động sản làm chủ, và họ sẽ sử dụng nguồn huy động này để đầu tư dưới chuẩn vào các công ty sân sau của họ. Từ đó, và khi thị trường bất động sản gặp khó khăn, dòng vốn bị kẹt để quay lại ngân hàng, thì họ tiếp tục phải tăng lãi suất huy động để thu hút vốn để tiếp tục giải cứu. Từ đó làm cho cái hệ thống tiền tệ nó láo loạn. Đồng thời cũng trong giai đoạn này thì lạm phát chúng ta cũng xuất hiện rất là cao, do là hệ thống sản xuất không tương xứng với cái lượng tiền đang xuất hiện trong lưu thông, thì từ những cái câu co đó làm cho là hệ thống tài chính tiền tệ nó bị biến động, trong đó có là tác hại của vàng. Trong thời gian dài từ 2012 đến nay, từng bước nhà nước và chính phủ và ngân hàng nước đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát tiền tệ, kiểm soát tín dụng, kiểm soát hệ thống ngân hàng lên, kết hợp với vấn đề kiểm soát không cho đầu cơ vàng, không cho những sàn vàng là xuất hiện những cái dạng biến đổi, thì thị trường nó từ từ ổn định cho đến ngày nay. Theo ông thì những nội dung chủ yếu nào của Nghị định 24 nên điều chỉnh để khắc phục những bất cập của thị trường vàng hiện nay? Thứ nhất, chúng ta cũng thấy là cần xem xét lại cái khái niệm thương hiệu vàng quốc gia. Trước 2012 thì chúng ta có nhiều thương hiệu vàng cùng tồn tại và đều được sự quản lý của ngân hàng nước theo những cái nhu cầu và theo những năng lực. Thí dụ thương hiệu SCC là mạnh nhất, rồi thương hiệu của Sacombank, rồi ACB v.v. Thì như vậy nó làm cho việc cạnh tranh cũng như là cái vấn đề là nhu cầu nó ổn định hơn, và nó không làm cho sự tăng giá của cái vàng SCC hiện nay nó lên quá mức. Cụ thể ngay giai đoạn hiện nay có những giai đoạn mà giá vàng SJC tăng hơn 18 triệu đồng so với giá vàng thế giới, thì điều đó ngay cả ngân hàng nước cũng nhận định là mặc dù nhà nước kiểm soát SJC nhưng công ty SJC nói riêng và nhà nước cũng không lợi gì trong việc chênh lệch này, bởi vì không phải là nhà nước tiếp tục do sự chênh lệch này mà nhập vàng về cho SJC để bán lại thị trường để hưởng cái chênh lệch đó, mà bởi vì ngân hàng nước đã khống chế cái lượng cung của SJC rất thấp, gần như là không đổi. Thành ra trong khi người ta lại có nhu cầu dự trữ vàng nhiều lên thì cái cung
nó không đổi nhưng cái cầu tăng thì làm cho vàng nó chênh lệch rất lớn và nó trở thành bất bình thường. Điều đó cho thấy là những quy định về quản lý thị vàng quốc gia và giao cho SC là cần xem xét lại và nên quay về với cho phép nhiều thương hiệu vàng cùng kinh doanh với sự quản lý thống nhất là nước với những chỉ tiêu nhất định để vừa là bảo đảm được cái sự kiểm soát vàng vừa bảo đảm cho cái sự cạnh tranh và sự chọn lựa của khách hàng. Vàng có thể sẽ gây tác động rất mạnh, có thể trở thành là làm rối loạn hệ thống tài chính ra chỉ với điều kiện khi người dân không còn tin tưởng vào giá trị của đồng nội tệ, cụ thể là đồng Việt Nam đồng. Còn một khi chúng ta là quản lý đồng Việt Nam tốt, chúng ta quản lý được chính sách tiền tệ hợp lý với nền kinh tế, giữ vững được giá trị đồng Việt Nam thì cái chuyện chọn lựa để giữ vàng như giai đoạn trước 2012 hay sau 2012 đến khoảng gần đây là một sự chọn lựa không có hiệu quả bằng giữ đồng Việt Nam là gửi tiết kiệm. Vậy mấu chốt vẫn là chúng ta nếu chúng ta quản lý hệ thống tiền tệ tốt, bảo đảm được giá trị của đồng Việt Nam thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được nhiều cái kênh tương tự, thí dụ như vàng, thí dụ như đồng đô la. Đó là cái điều mà chúng ta đã làm được trong thời gian gần đây, đặc biệt trong giai đoạn 2022 cũng có một thời gian ngắn có một xu thế biến động lãi suất tăng cao như 2012 đồng nhịp với bất động sản đang suy thoái. Tuy nhiên, chính phủ đã kịp thời với chính sách tiền tệ tốt không có đổi lạm phát lấy tăng trưởng kinh tế và do đó là đồng tiền Việt Nam vẫn giữ vững, lạm phát vẫn ổn định và nhanh chóng sau đó thì lạm phát không xuất hiện, lãi suất cho vay và tiết kiệm vẫn ổn định, thậm chí là lãi suất tiết kiệm còn giảm hơn trước khi tháng sau 2022 nhưng người ta vẫn gửi tiền vào ngân hàng bởi vì người ta tin tưởng vào cái giá trị đồng tiền. Điều đó là yếu tố để giúp cho nền kinh tế phát triển và cũng không lo lắng quá đến cái vấn đề tác hại của vàng. Ông có nghĩ khi ngân hàng nhà nước hủy bỏ vai trò độc quyền của vàng miếng SCG, bổ sung thêm nhiều doanh nghiệp khác để cùng tham gia vào thị trường vàng miếng thì giá vàng SCG sẽ hạ nhiệt? Nhu cầu vàng lúc nào cũng có, nhưng mà người chọn vàng hay gửi tiền tiết kiệm hay mua bất động sản hay mua chứng khoán đó là sự chọn lựa của đồng tiền thông minh và trong thời gian dài luôn luôn thể hiện là kênh gửi tiết kiệm Việt Nam vẫn là một kênh lớn nhất, số tiền bỏ vào đó vẫn lớn nhất và người ta vẫn tin tưởng nhất kênh tiết kiệm và sắp tới này với sự ổn định của lạm phát với sự kiểm soát tiền tệ của chính phủ thì kênh gửi tiết kiệm vẫn là một kênh tốt nhất lên sẽ không có khả năng người ta sẽ chuyển vào vàng. Tuy nhiên vì sao mà cái vàng SC trong giai đoạn vừa rồi nó tăng quá mạnh? Bởi vì cái lượng mua tăng lên nhưng lượng cung cấp ra nhà nước không thay đổi thì nó tăng nhất thời lên khi chúng ta có ba bốn thương hiệu vàng như trước đây thì rõ ràng với mặt cái lượng cung hợp lý theo cái chính sách kiểm soát tiền tệ cũng như là kiểm soát hệ thống tài chính thì tức thì cung cầu nó sẽ cân bằng nhau và tôi tin rằng lúc đó không có một cái sự tăng giá đột biến của giá vàng cũng như không có một cái nhu cầu quá mạnh để chuyển vào vàng như chúng ta lo lắng. Thưa ông, một số tổ chức tài chính quốc tế dự báo vàng trong năm 2024 có thể lên đến mức 3.000 USD trên ounce, tương đương 90 triệu đồng trên lượng. Ông nghĩ sao về dự báo này ạ? Khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và tiếp theo là 2010 là lúc đó là euro khu vực châu có sự phá sản của Hy Lạp thì mọi dự đoán vàng sẽ nhanh chóng vượt 2.000 đô. Tuy nhiên ngay cả những giai đoạn khó khăn nhất đó thì cuối cùng vàng cuối cùng cũng hạ nhiệt và ổn định lại. Trong giai đoạn của năm 2004 này cái sự bất ổn của kinh tế giới nó không quá khó khăn như cái năm 2010. Các nước vẫn đang kiểm soát nền kinh tế tương đối tốt. Hệ thống kinh tế của Mỹ vẫn đang từng bước ổn định và phục hồi. Thì những yếu tố rủi ro bất ổn kinh tế giới nó không có thể tạo ra một cái vượt vàng mà đi từ khoảng 2.000 đô la này mà tăng lên là thêm 50% vào 2004 là điều đó là rất khó xảy ra trong các yếu tố hiện nay. Nhưng dự đoán vẫn vẫn luôn luôn có cũng như những giai đoạn 2008 2010 vẫn có những dự đoán như vậy và điều đó là chúng ta nói cuối cùng thì hệ thống đầu tư tài chính thế giới qua các kênh nó sẽ cân bằng nhau không thể nào mà họ sẽ dồn vào một kênh gì mà để
nó lại quá mức như là chúng ta đang lo lắng về dự ứng vàng lên 3.000 đô. Thưa quý vị, thời lượng chuyên mục nhận định đến đây là hết. Tiếp tục chương trình xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc.